Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin Việt Nam và Thế giới ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Tính đến thời điểm này, 60 địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Tỉnh Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch năm 2024 với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim. Thưa quý vị, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tạo địa điểm vui chơi thú vị, lành mạnh cho người dân. Hội thi trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh và sản phẩm nông nghiệp đô thị Gò Vấp năm 2024 được tổ chức tại công viên Làng Hoa Gò Vấp do Hội Sinh vật Cảnh phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Gò Vấp tổ chức. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như hội thi bonsai và hoa lan, xúc tiến thương mại sản phẩm hoa lan bonsai của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, các sản phẩm ô cốp, hàng tiêu dùng thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con nhân dân với hơn 100 gian hàng về cây cảnh, hàng nông nghiệp đô thị. Định hướng với của quận và hội thì năm nay quận sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho hội doanh nghiệp để phát triển cái kinh tế, các cái start khởi nghiệp. Năm nay là chủ đề là nâng đỡ các doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, thì quận sẽ đang tạo mọi điều kiện để hội doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ cùng với hội sinh vật cảnh để đưa cái nông nghiệp mà thế mạnh của Gò Vấp đi lên. Tại đây, triển lãm trưng bày các sản phẩm sinh vật cảnh, sản phẩm nông nghiệp đô thị, sản phẩm bình ổn, nông sản, cá cảnh, đá cảnh, gỗ lúa, phân bón, cây giống, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ làm vườn, các sản phẩm chế biến từ sản xuất nông nghiệp đô thị ô cốp để người dân thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tích cực cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 4 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2024. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. So với năm 2022, tình hình tai nạn lao động năm 2023 giảm ở một số chỉ số chính bao gồm số vụ, số người chết, số người bị tai nạn lao động nặng, phong trào thi đua đảm bảo an toàn lao động phát triển mạnh trong các cấp công đoàn. Có gần 90.000 sáng kiến cải thiện điều kiện lao động, gần 21.000 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song một số nơi tình hình chấp hành an toàn vệ sinh lao động vẫn chưa nghiêm, còn xảy ra những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong tháng hành động, trên toàn quốc sẽ diễn ra nhiều hoạt động như thăm hỏi nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thành tích trong lao động sản xuất. Kỷ niệm Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26 tháng 4 và Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội Tự động hóa Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức sự kiện triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Triển lãm được tổ chức với sự tham gia của hơn 20 gian hàng đến từ các đơn vị doanh nghiệp thuộc các hội, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học đang hoạt động tại sàn giao dịch công nghệ thuộc Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia. Triển lãm tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm công nghệ thông tin và tự động hóa. Trong khuôn khổ triển lãm còn có các hội thảo, tọa đàm trao đổi, chia sẻ các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp về sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, về truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, về công nghệ sản xuất chế biến nông sản, dược liệu không rác thải, về xây dựng hệ thống chiến lược, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Thưa quý vị, vừa qua Viện Phát triển và Quản lý Quốc tế phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh Bền vững Thế giới vừa công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Theo đó, Việt Nam có 2 thành phố góp mặt trong danh sách này. 2 thành phố đó là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97, tăng 3 bậc so với năm 2023, và thành phố Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 105. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu và khảo sát 120 cư dân ở mỗi thành phố trong số 142 thành phố trên thế giới, từ đó đưa ra đánh giá về cơ sở hạ tầng và công nghệ của thành phố đã tác động như thế nào đến hiệu suất tổng thể và chất lượng cuộc sống của người dân.
Thành phố thông minh được định nghĩa là môi trường đô thị áp dụng công nghệ cao để nâng cao lợi thế và giảm thiểu những hạn chế của quá trình đô thị hóa cho người dân. Những thành phố này cũng đã thực hiện các sáng kiến nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống chung cho người dân, trong đó thường tập trung vào việc tạo ra không gian xanh, mở rộng cơ hội cho các sự kiện văn hóa và thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tương tác với khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Thông tin được đưa ra tại hội thảo Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 25 tháng 4. Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đặt tại khu công nghệ cao của thành phố, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn, sinh học, vật liệu mới, drone, trí tuệ nhân tạo và Internet of Things. Đây sẽ là trung tâm đầu não của Việt Nam tham mưu chính sách công nghiệp quốc gia, thí điểm triển khai và thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế trong cách mạng công nghiệp 4.0, kỳ vọng trở thành nền tảng không chỉ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn giúp cho cả nước định hình, phát triển các chiến lược cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với chiến lược phát triển chung của quốc gia, đóng góp vào quỹ đạo phát triển toàn cầu của công nghệ hiện nay. Với thành phố Hồ Chí Minh, vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm công nghệ cao của cả nước, trung tâm này sẽ góp phần giúp cho thành phố hiện thực hóa các mục tiêu về đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, phát triển nền kinh tế số, kinh tế xanh bền vững. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ. Đây là món quà của thủ đô Hà Nội dành cho tỉnh Điện Biên với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Năm 2023, trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ được đầu tư sửa chữa nâng cấp với tổng mức đầu tư là 70 tỷ đồng. Công trình trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ được đưa vào sử dụng sẽ giúp đảm bảo cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập, giảng dạy cho giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phục vụ chiến lược đào tạo nhân lực có chất lượng tại địa phương. Nhân chuyến công tác tại Điện Biên, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ tỉnh Điện Biên 3 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội, tặng 70 suất quà cho người có công và 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Là địa phương có xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên đến nay tỉnh Yên Bái đã khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực trung du miền núi phía Bắc với trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả trên không chỉ khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước mà còn bởi sự chung sức đồng lòng của nhân dân và cộng đồng xã hội. Với quy mô và không khí hối hả trên công trường thi công cống tràn tại thôn đặc biệt khó khăn này, ai cũng nghĩ đây là một dự án đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước. Nhưng công trình này được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa, với sự chung tay hỗ trợ nguyên vật liệu của các tổ chức, đoàn thể, sự đóng góp của nhân dân cùng công sức lao động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Thôn tôi thì thôn ngày xưa đó là đặc biệt thôn khó khăn. Có quá trình là được sự giúp đỡ của các cấp các ngành, mà đặc biệt là sự nỗ lực của ban chỉ huy chi bộ của chúng tôi, động viên nhân dân làm từng phần, từng giai đoạn, từng đoạn đường một, mà được đông đảo bà con là rất là ủng hộ, nhiều hộ đã tự nguyện góp tiền triệu đấy, cho nên là tôi rất phấn khởi, rất cảm ơn các đồng chí đã quan tâm đến thôn chúng tôi. Thực hiện cái việc xây dựng nông thôn mới còn một số tiêu chí trên địa bàn còn đang thiếu và nguồn lực của địa phương thì cũng còn có hạn. Thì hôm nay là thôn Nà Khà cũng có sự giúp đỡ của lớp học tại Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên cũng đã hỗ trợ cho thôn Nà Khà thực hiện công trình làm cống tràn. Đặc biệt hơn nữa là có cả sự giúp đỡ của Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội cũng đã ủng hộ cho công trình của thôn 7 tấn xi măng để cùng với thôn thực hiện các cái tiêu chí đạt cái nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu để hòa cùng với xã Minh Xuân để thực hiện cái nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tính đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả trên không chỉ góp phần tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn trong tỉnh mà còn góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó cấp ủy, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò chủ thể của người dân và vận động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội,
phấn đấu trong năm 2024 có thêm 11 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, thêm 7 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, ít nhất đã có 60 địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lịch thi vào lớp 10 công lập vào ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 6. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Tại thành phố Hà Nội, kỳ thi diễn ra từ ngày mùng 8 đến 12 tháng 6, trong đó thí sinh thi trường không chuyên vào ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 6. Các ngày sau dành cho những em đăng ký thêm hệ chuyên, song bằng. Trong 58 tỉnh, thành, còn lại thì Bạc Liêu là địa phương tổ chức thi sớm nhất vào ngày 23 đến 24 tháng 5 cho cả trường chuyên và không chuyên. Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam tổ chức thi trong tháng 5 cho hệ chuyên, hệ thường vào tháng 6. Về môn thi, không tỉnh thành nào tổ chức quá 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Ngày 25 tháng 4 tại khu du lịch Hồ Núi Cốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc mùa du lịch năm 2024 với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim. Triển khai đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã và đang tập trung xây dựng 4 dòng sản phẩm du lịch đặc trưng có thế mạnh gồm du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông thôn, du lịch mai, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm. Mùa du lịch năm nay, Thái Nguyên phấn đấu trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng. Trong tuần đầu của mùa du lịch Thái Nguyên 2024 sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như du thuyền trên hồ Núi Cốc, đua thuyền, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch, tinh hoa ẩm thực Thái Nguyên và trình diễn văn hóa phi vật thể, bay trình diễn, trải nghiệm khinh khí cầu tại không gian văn hóa Trà Tân Cương. Vì chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và hè năm 2024, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên đảo Phú Quốc đang thực hiện đồng bộ các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Hè năm nay, Phú Quốc hướng đến mục tiêu đón 2 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng. Phú Quốc, thiên đường nghỉ dưỡng đang thay đổi từng ngày. Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, du lịch, nhất là chú trọng phát triển sản phẩm độc đáo riêng có mới lạ, Phú Quốc liên kết hợp tác với các vùng miền phát triển tour tuyến du lịch chất lượng, phục vụ khách du lịch để đảo Ngọc thời gian tới vẫn làm điểm đến hấp dẫn du khách. Mục tiêu của thành phố là phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, việc đầu tư hạ tầng, vận hành các khu du lịch dịch vụ đang được đặt lên hàng đầu để đáp ứng tốt nhất cho du khách khi có dịp ghé qua đảo Ngọc. Năm nay, chúng tôi đặt ra mục tiêu hướng tới sự thân thiện môi trường và sự phát triển bền vững. Các khách sạn của chúng tôi sẽ hướng đến sự an toàn, tạo ra sự thân thiện giữa nhân viên và khách hàng, tăng cường chất lượng dịch vụ. Đó là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra trong năm 2024. Bên cạnh đó, tuần lễ du lịch Phú Quốc cũng được triển khai với nhiều hoạt động như triển lãm, các hoạt động văn hóa, thể thao và đặc biệt là quảng bá ẩm thực với các món ăn đặc trưng của Phú Quốc. Bên cạnh sự phong phú trong thực đơn cũng như phong cách phục vụ, thì hệ thống các nhà hàng ở đây đã tuyển chọn nguyên liệu tươi mới mỗi ngày, được chế biến bởi những đầu bếp giàu kinh nghiệm tâm huyết với nghề, phát huy được thế mạnh của đảo Ngọc. Hiện tại ở khu phức hợp này thì có hơn 9 nhà hàng mang ẩm thực của các nước khác nhau trên thế giới, và các đầu bếp của chúng tôi thì sẽ kết hợp với những cái đặc sản ở nơi này, ở Phú Quốc, và chúng ta sẽ đưa ra những cái món ăn thật riêng biệt và chúng tôi hướng đến cho các khách hàng ở trong nước và bạn bè quốc tế sẽ có những cảm nhận phong phú và mới lạ khi đến với vùng đất này. Hiện tại bên tôi có rất là nhiều cái nhà hàng để mà khách hàng có thể lựa chọn, rất là nhiều ẩm thực khác nhau và chất lượng dịch vụ rất tốt và giá cả rất phải chăng. Bên tôi là luôn luôn cải thiện về chất lượng dịch vụ cũng như là những cái sản phẩm mới và đa dạng hơn cho khách hàng để mà khách hàng có thể mà thưởng thức khi mà tới đảo Phú Quốc này. Quý 1 năm 2024, đảo Ngọc đón hơn 1,65 triệu lượt khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 24,7% kế hoạch, chiếm 60% tổng lượng khách đến tỉnh 3 tháng đầu năm nay. Với thông điệp hiếu khách, an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc tiếp tục tập trung thực hiện tốt vấn đề an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường,
phát triển thêm sản phẩm du lịch mới, đồng thời có thêm chương trình khuyến mãi hấp dẫn thu hút du khách. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.